Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, mặc dù đã có gia đình, nhưng Triệu Vân Tòng sinh năm 1976, trú tại Cao Bằng, vẫn thầm thương trộm nhớ vợ của người bạn thân nối khố của mình. Tình cảm thầm kín của Tòng dành cho vợ bạn mãnh liệt đến mức gã đã nảy sinh ra một ý định táo bạo để cướp vợ của bạn về tay mình. Kế hoạch của gã đàn ông này sẽ được hé lộ ngay trong chương trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản Bét có mấy trăm nóc nhà nằm yên bình trong một thung lũng giữa núi rừng thuộc xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Người dân trong bản chủ yếu là người dân tộc Dao và Nùng. Họ sinh sống bằng nghề trồng lúa trồng rừng. Khi lúa trên nương trên dãy chưa đến mùa thu hoạch, những người đàn ông trong bản thường rủ nhau vào rừng bẫy thú săn bắn. Cuộc sống cứ như thế bình yên trôi đi. Thế nhưng chính những khẩu súng kíp dùng để đi săn thú, những lúc nông nhàn ấy lại mang đến hậu quả khôn lường. Đó là khi người sử dụng thiếu kiềm chế hay có những toan tính đê hèn. Một ngày, cách đây hơn năm, khẩu súng tự chế của Triệu Vân Tòng sinh năm 1976 đã trở thành hung khí trợ thủ đắc lực của hắn trong âm mưu sát hại anh họ để chiếm đoạt vợ của người này. Án mạng đã xảy ra, bản đét không còn bình yên nữa. Chiều muộn, ngày 13 tháng 6 năm 2012, khi mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà vừa khuất sau dãy núi sau bản, Tòng gọi điện rủ bạn thân là Đặng Trói Quyên, sinh năm 1977, trú tại xóm Nà Khuẩy, xã Sơn Lộ, đi vào rừng săn thú. Đó là một buổi đi săn đặc biệt mà Tòng đã nung nấu, lên kế hoạch từ lâu. Tòng là em con dì, Quyên là anh con bác gái, vốn là bạn nối khố. Hai người thân thiết với nhau như anh em ruột. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi lập gia đình riêng, lúc nào cũng có nhau như hình với bóng. Người bàn trên kẻ bàn dưới nên hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Cũng chính vì điều đó, Triệu Vân Tòng đã nảy sinh tình cảm với vợ của Quyên. Sau một thời gian dài thầm yêu trộm nhớ vợ của bạn, Tòng đã nảy sinh ý định sát hại Quyên để chiếm vợ bạn. Buổi đi săn đã được Tòng tính toán rất kỹ lưỡng nhằm thực hiện ý đồ bấy lâu. Thế bạn dù đi săn, đang lúc nông nhàn dỗi việc nên Đặng Trói Quyên không chút nghi ngờ. Anh vác súng cùng bạn vào rừng. Sau một hồi lùng sục khắp cánh rừng cuối bản, cả hai không săn được con thú nào. Khoảng 20 giờ sau khi ngồi nghỉ chân bên một con suối cạn cho đỡ mệt, Tòng rủ bạn về. Trong khi ngồi nghỉ, chuyện nọ sọ chuyện kia. Trước đó, Quyên đã nghe nhiều người nói Tòng thích vợ mình nên nghi ngờ hỏi. Mày yêu vợ tao phải không? Tòng trả lời, không phải. Quyên không tin và tỏ ý tức giận, bắt Tòng phải đi về nhà mình để nói chuyện. Lúc xách súng đứng dậy, Tòng cố ý để Quyên đi trước. Cách con suối vừa dừng chân một quãng, hắn dùng súng săn nổ liên tiếp 3 phát vào Quyên. Bị bất ngờ, Quyên không kịp phản ứng, anh gục xuống và nằm bất tỉnh giữa rừng. Tòng vứt súng của Quyên vào bụi cây và bỏ trốn vào rừng sâu. Ít phút sau Quyên tỉnh dậy, anh móc điện thoại bấm số cố gọi cho người thân cầu cứu. Khoảng 4 tiếng sau, mọi người mới tìm thấy Trói Quyên giữa rừng. Thế nhưng, do vết thương quá nặng nên anh đã thiệt mạng. Nhận được tin báo của nhân dân, cơ quan điều tra công an huyện Bảo Lạc đã tiến hành ngay việc truy bắt đối tượng Triệu Vân Tòng. Song song với đó, các điều tra viên đã xuống bản Bét để gặp gỡ, thuyết phục người thân trong gia đình Tòng, tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú. Qua hơn một tuần lần trốn trong rừng, đến ngày 21 tháng 6 năm 2012, đối tượng Triệu Vân Tòng đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng kíp là hung khí. Tại cơ quan điều tra, Triệu Vân Tòng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 27 tháng 11 năm 2012, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Triệu Vân Tòng tù chung thân vì hành vi dùng súng kíp tự chế sát hại người. Tòng còn phải bồi thường mai táng phí, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân và trợ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng cho hai con nhỏ của Quyên đến khi đủ 18 tuổi. Hành vi tàn độc của Tòng đã làm tan nát gia đình người bạn thân. Chỉ vì dục vọng ích kỷ, Tòng đã hủy hoại cuộc sống của chính mình và khiến cả hai gia đình rơi vào bi kịch. Khi hay tin Đặng Trói Quyên bị sát hại, thủ phạm không phải ai xa lạ mà chính là Triệu Vân Tòng, người vẫn thường xuyên đến ăn cơm uống rượu với con mình. Ông Đặng Trói Quan là bố của nạn nhân, không thể tin đó là sự thật. Ông Quan bảo hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, đến khi dựng vợ gả chồng rồi mà vẫn quấn quýt với nhau. Thật không ngờ cơ sự lại xảy ra đau đớn đến như vậy. Anh Đặng Trói Diện là anh họ của Quyên cho biết, sau khi Quyên qua đời, vợ anh ấy cũng mang hai đứa con bỏ đi.
Quyên là lao động chính trong gia đình, ông bà Đặng Trói Quan cũng đã ngoài 80 tuổi, chẳng thể đi nương đi rừng được nữa. Khi anh Quyên qua đời, gánh nặng mưu sinh đè nặng xuống hai người già. Anh Diện chỉ tay ra khu đồi rộng mênh mông trước đây, trồng sắn, trồng ngô, giờ để hoang phế, cỏ mọc ngang thân người và nói. Nhớ lại gia cảnh đầm ấm, nhà anh Quyên ngày ấy, ai nấy cũng không khỏi thương cảm. Ông Đặng Trói Quan vẫn nuôi hy vọng, sắp tới, con dâu và các cháu trở về, mảnh đất hoang kia sẽ được phủ kín màu xanh của ngô và sắn, và cuộc sống ấm êm của gia đình ngày nào sẽ quay trở lại. Gia đình nạn nhân phải chịu cảnh con trai qua đời thương tâm, con dâu thì bỏ đi cùng hai đứa cháu nhỏ, thì gia cảnh của hung thủ Triệu Văn Tòng cũng đầy bi kịch. Chị Bùi Viện là vợ của Triệu Văn Tòng. Sau khi Tòng gây án với ý đồ chiếm đoạt vợ bạn, thì người đàn bà này rất xấu hổ và bẽ bàng với tội ác của chồng. Chồng đã phụ bạc mình rồi thì mình còn ở đây để làm gì nữa? Nghĩ sao làm vậy, chị Viện dắt xíu các con về ở cùng cha mẹ già. Trước đây, chị không hiểu được vì sao mình luôn bị chồng kẻ lạnh, dẫu luôn chăm chỉ thức khuya dậy sớm, lo việc nương rẫy, việc nhà chu toàn, thậm chí những lần rượu say về, Tòng còn kiếm cớ hành hạ chị thâm tím cả mặt mũi. Có lần, Tòng vũ phu đến nỗi cả nhà phải đưa chị đi cấp cứu ở trạm xa xã. Thảm án xảy ra chị mới hiểu nguyên do, vì chồng ăn ở hai lòng nên chị và các con phải khổ. Người dân ở bản Bét, ai cũng biết chị Viện có chồng cũng như không. Về làm dâu nhà Tòng từ năm 16 tuổi nhưng chỉ được 2 năm đầu bình yên. Gần 20 năm làm vợ Tòng, chị chưa có một ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Một tháng, thường là Tòng chỉ ở nhà vài ngày rồi lại bỏ đi đâu không rõ. Khi về, lúc thì lầm lì chẳng nói chẳng rằng, lúc thì say xỉn. Việc nhà cho đến việc nương rẫy, đồng áng, Tòng không bao giờ động tay. Khi Tòng gây án, hai con chị còn nhỏ, chị làm nương làm rẫy tần tảo nuôi các con. Đến giờ, các cháu đã lớn, hiểu chuyện và rất thương mẹ, biết giúp đỡ chị việc nhà, gánh nặng cuộc sống cũng đã vơi đi phần nào. Từ khi Tòng phạm tội, ông bà Triệu Trùng Chiêu là bố đẻ của Tòng cũng thui thủi sống với nhau qua ngày trong căn nhà gỗ trống tránh. Ông bà cũng sốc nặng khi cùng một lúc con trai thì đi tù, con dâu và các cháu thì bỏ về bên ngoại. Gia cảnh nghèo khó khiến ngần ấy năm trôi qua mà ông bà vẫn chưa một lần đến trại giam thăm con. Con tôi phạm tội thì phải đền tội, làm cha mẹ, con phạm tội, chúng tôi cũng đau đớn lắm. Tôi xin được gửi lời xin lỗi đến gia đình Trói Quyên, đến bà con dân bản. Thằng Tòng làm điều ác, nhưng tôi vẫn thương. Nếu có tiền, tôi sẽ đi thăm nó, chỉ mong nó cải tạo tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng sống để chờ nó về, ông Chiêu nói giọng chua xót. Triệu Văn Tòng đang thụ án tù chung thân về tội sát hại người tại trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên. Đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện đau buồn năm xưa vẫn ám ảnh, khiến Tòng hối hận day dứt. Là người dao đỏ, sống ở vùng núi cao nên khi mới nhập trại, Tòng nói được rất ít tiếng Kinh và bị hạn chế giao tiếp với các phạm nhân khác. Trong trại giam, Tòng gần như là không giao tiếp với ai. Cùng với đó, sự ăn năn về tội ác đã gây ra khiến Tòng mắc chứng trầm cảm. Cán bộ trại giam đã phân công một phạm nhân hàng ngày trò chuyện với Tòng và dạy Tòng nói tiếng Kinh. Sau vài năm, Tòng đã khá thành thạo tiếng phổ thông, chứng trầm cảm cũng thuyên giảm. Biết mình phạm trọng tội, không mong được tha thứ, nhưng những năm cải tạo ở trại, Tòng đã dần biết nghĩ đến vợ con bố mẹ. Tòng bảo sẽ cố gắng cải tạo tốt, mong có một ngày được trở về để tạ tội với gia đình Trói Quyên, với bố mẹ, vợ con, cho dù mọi việc đã quá muộn màng. Quý vị thân mến, vì những suy nghĩ lệch lạc, Triệu Văn Tòng đã đẩy cả hai gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà. Có lẽ bản án lớn nhất đối với Tòng chính là bản án lương tâm khi anh ta sẽ phải đối mặt với những tội ác mà mình đã gây ra trong nhà tù của tâm hồn. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.